Xin chào các anh chị, xin chào các bạn đã xem kênh video YouTube PA Marketing. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học, là một chuyên gia về marketing và marketing online. Tôi giảng dạy trong lĩnh vực về thương mại điện tử, marketing điện tử, chuyển đổi số. Ngoài ra thì tôi cũng đi đào tạo cho các doanh nghiệp, các cá nhân, những người làm kinh doanh, những người bán hàng. Trong thời gian rảnh rỗi thì tôi làm các cái video chia sẻ những kiến thức chuyên môn và những cái kinh nghiệm từ cái quá trình học tập, quá trình nghiên cứu và cái trải nghiệm của tôi trên cái kênh PA Marketing của tôi. Vâng. Và trong video bài học này thì tôi sẽ nói với các anh chị và các bạn về chủ đề đó là quản lý tài chính cá nhân chuyên nghiệp, quản lý tài chính cá nhân. Vâng. Thì chúng ta đã nghe đến cái thuật ngữ tài chính cá nhân rồi, đúng không ạ? Tức là quản lý tiền, chuyện tiền nong của bản thân chúng ta, chuyện tiền nong của gia đình. Đấy, thế nó không phải là mô hình công ty. Thì thường công ty thì họ quản lý rất là chặt chẽ, rồi có kế toán, có các cái quy định rất là ngặt nghèo, ghi chép rồi thì rút rồi tạm ứng rồi vân vân, đúng không ạ? Rồi thì trích lập dự phòng. Thế nhưng mà trong tài chính cá nhân thì chúng ta không làm như vậy, ít khi làm như vậy. Thì điều đấy khiến cho chúng ta dễ rơi vào những cái trạng thái làm nợ nần hoặc không kiểm soát được chi tiêu, hoặc là cứ đi làm mãi mà không thấy tiền đâu, đúng không ạ? Thế rồi thì đến cái tuổi 40, ngoài 40 nhưng vẫn chưa mua được nhà, chưa mua được xe, ví dụ như vậy. Rồi, ok. Thế thì đấy là một vài cái ví dụ để ta nói về thế nào là quản lý tài chính cá nhân chuyên nghiệp. Ở đây là muốn nhấn mạnh các yếu tố về chuyên nghiệp, được đào tạo, được tư vấn bởi chuyên gia. Những nội dung được viết rất là công phu, chi tiết và có cái khả năng, có hàm lượng tri thức và kinh nghiệm để các anh chị có thể tham khảo. Và thế thì tôi lại tiếp tục trình bày với các anh chị trong bản đồ sơ đồ tư duy mind map. Thứ nhất là tài chính cá nhân là gì? Thứ hai là vì sao chúng ta cần quản lý tài chính cá nhân? Thứ ba là các cái phương pháp quản lý tài chính cá nhân phổ biến hiện nay mà chúng ta có thể áp dụng. Thứ tư là các cái nguyên tắc để chúng ta quản lý tài chính cá nhân. Thứ năm, làm thế nào để chúng ta gia tăng được thu nhập của chúng ta, có được nhiều tiền, đúng không ạ? Nhiều tiền hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Và thứ sáu, đấy là một số những cái lời khuyên trong chi tiêu gia đình của các bạn để làm sao mà các bạn có thể chi tiêu hiệu quả. Vâng. Thế thì để bắt đầu thì chúng ta sẽ đi vào cái phần thứ nhất là tài chính cá nhân là gì. Thế thì chúng ta thấy là có hai chữ này, chữ tài chính và chữ cá nhân, đúng không ạ? Tài chính ở đây có nghĩa là những cái nghệ thuật quản trị về tiền, quản trị dòng tiền, quản trị doanh thu, lợi nhuận, chi phí, trích lập dự phòng. Đấy, thế còn hiểu nôm na đó chính là tiền. Đấy, các cái vấn đề về tiền, tiền nong của chúng ta. Thế còn cá nhân có nghĩa là liên quan trực tiếp đến chúng ta, mà nó không phải là của doanh nghiệp, nó không phải là của tổ chức, đúng không ạ? Nó chỉ đơn thuần là đấy là cái việc chi tiêu của bản thân. Cái việc chi tiêu của bản thân chúng ta thường rất khó kiểm soát, bởi vì chúng ta làm ra và không ai kiểm soát, đúng không ạ? Không ai biết chúng ta có bao nhiêu tiền. Và đôi khi chúng ta sẽ vung tay quá chán, chi tiêu quá nhiều. Đấy, hoặc là chúng ta còn trẻ, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta chưa cần phải tích lũy, vân vân. Thế thì tài chính cá nhân ở đây là chúng ta thấy rằng đó là cái hoạt động quản trị dòng tiền, quản trị thu chi, quản trị tiết kiệm, quản trị đầu tư của một cá nhân, của một con người, và lớn hơn một chút đó là của một gia đình nha, của một cá nhân, nó không phải là của doanh nghiệp, không phải là tổ chức. Ok. Đó. Và hiểu đơn giản đó là cách mà chúng ta quản lý dòng tiền, sử dụng đồng tiền sao cho hiệu quả, đúng đắn và đạt được cái mục tiêu, đạt được cái mục đích mà chúng ta đề ra. Rồi, xong mục thứ nhất. Mục thứ hai là vì sao chúng ta cần phải quản lý tài chính cá nhân, đúng không ạ? Thì có mấy cái điểm như sau. Thứ nhất đấy là để chúng ta biết rõ được dòng tiền của mình như thế nào. Thứ hai là chúng ta ổn định được tài chính, đúng không ạ? Thứ ba là dễ dàng đạt được các cái mục tiêu tài chính. Ví dụ như là chúng ta muốn mua nhà, muốn mua xe, muốn đi du lịch, muốn tiết kiệm, muốn nghỉ hưu sớm, muốn tự do tài chính, vân vân, đúng không ạ? Chúng ta muốn báo hiếu bố mẹ, chúng ta muốn con cái được học trường quốc tế, vân vân, thì chúng ta cần phải có quản lý tài chính cá nhân. Và chúng ta càng quản lý tài chính cá nhân càng sớm càng tốt nha. Chứ không phải là 30, 40 tuổi tôi mới biết, đúng không ạ? Thậm chí một đứa trẻ 10 tuổi cũng cần phải biết những cái điều này. Tài chính cá nhân, thậm chí các bạn đang xem video này, các bạn có thể gửi link YouTube cho con của các bạn, nếu như mà con các bạn là 10 tuổi,
12 tuổi là hoàn toàn có thể xem được những cái video này và hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý tài chính chi tiêu trong gia đình để có thể thấu hiểu cho bố mẹ, cũng như là các bạn ấy có những cái ý thức chi tiêu và cũng có những cái cách thức suy nghĩ về dòng tiền, về đồng tiền. Chúng ta thường nghĩ là trẻ con không biết gì về tiền, đấy là một cái quan điểm sai lầm đúng không ạ? Ngày nay thì thường là khoảng độ 8 tuổi trở ra là chúng ta đã có thể là dạy các bạn ấy về tiền rất là nhiều rồi. Các bạn ấy bây giờ thông minh hơn ngày xưa, cái thế hệ của tôi và các anh chị, được chưa ạ? Vâng, chúng ta sẽ hạn chế và kiểm soát được các khoản nợ nần nếu có. Vâng, hy vọng là chúng ta không rơi vào những cái trạng thái như vậy. Nhất là chúng ta có nợ xấu hoặc là nợ lãi suất cao, đó. Rất là mệt mỏi đúng không ạ? Giúp chúng ta gia tăng được khối lượng tài sản, nâng cao được mức sống và chủ động được về tài chính hoặc là đạt đến cái cảnh giới về tự do tài chính, được chưa ạ? Vâng. Đấy, không phải lo nghĩ, không phải suy tư về tiền. Có thể đam mê, có thể theo đuổi đam mê và theo đuổi sở thích. Đấy là một cuộc sống thật là tuyệt vời đúng không ạ? Được làm điều mình thích. Ok. Đấy, thế thì vì sao chúng ta cần quản lý thì những cái lợi ích của nó rất là tuyệt vời rồi. Đấy, có điều là chúng ta phải học, đọc và chúng ta áp dụng nó. Ok. Rồi, thứ ba đó là các cái phương pháp để quản lý tài chính. Đấy, thế thì nó có một số các phương pháp khá là kinh điển. Đấy, trên mạng các bạn có thể tìm các cái nguyên tắc như là 80-20 hay là nguyên tắc là 50-30-20 hay là nguyên tắc 4-3-2-1. Ở đây thì tôi đang trình bày với các bạn là cái nguyên tắc 4-3-2-1. Đấy, 4-3-2-1 có nghĩa là 100% thu nhập của chúng ta, 100% cái nguồn doanh thu hàng tháng, hàng quý, hàng năm của chúng ta thì sẽ được chia theo nguyên tắc 4-3-2-1. 40% chi tiêu hàng ngày, đúng không ạ? 30% chi phí linh hoạt và dự phòng, đúng không ạ? 20% là dành cho tích lũy và 10% là dành cho đầu tư. Thế thì chi tiêu hàng ngày ở đây là gì? Ví dụ như là ăn, là uống, là xăng xe, là điện thoại. Đấy, là cà phê, đúng không ạ? Vân vân. Đấy, rồi lại đóng học phí cho con, đóng tiền điện, tiền nước, tiền nhà. Đấy là những cái chi tiêu hàng ngày tối thiểu mà chúng ta phải mua. Đấy, đúng không ạ? Rồi các cái khoản chi phí linh hoạt khác, ví dụ như là ốm đau bệnh tật, những khoản đám cưới, đám xin, dự phòng, vân vân. Và 20% là tích lũy ở đây. Tích lũy ở đây chính là chúng ta tiết kiệm, chúng ta có thể gửi ngân hàng và chúng ta có thể mua vàng, hoặc là chúng ta có thể chơi những cái quỹ đầu tư mà có cái sinh lời ở mức độ hợp lý và an toàn. Đấy, nha, tích lũy. Và 10% là chúng ta phải đầu tư. Ví dụ như chúng ta đầu tư vào bất động sản, chúng ta đầu tư vào một cái cổ phiếu, chúng ta đầu tư vào một cái loại tài sản nào đó, cũng nên thận trọng. Ví dụ như là đầu tư vào Bitcoin hay là những cái đồng tiền ảo thì cũng có sinh lời nhưng mà cũng có thể bị mất tiền. Nó sẽ phụ thuộc vào quan điểm đầu tư và các kiến thức đầu tư. Sau này thì tôi sẽ làm những cái video như vậy cho các bạn thêm đấy nhá. Thì cái nguyên tắc này chúng ta sẽ hiểu nó là như thế nào và chúng ta có một nhiệm vụ, đấy là chúng ta học và tuân thủ, học và tuân thủ, được chưa ạ? Vâng. Thứ hai nữa là cái nguyên tắc 6 tài khoản hay là 6 lọ tiền đấy. Trong các cuốn sách họ viết đấy là 6 hũ tiền, lọ tiền. Thế nhưng mà ở đây thì chúng ta sử dụng các loại tài khoản ngân hàng thì chúng ta nên lập ra 6 cái tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau đó chúng ta phân bổ tiền hàng tháng, hàng quý, hàng năm của chúng ta vào đây. Đó là hàng tháng là đều nhất đúng không ạ? Xa hơn là hàng quý và xa nữa là hàng năm. Thứ nhất là cái khoản tiêu dùng đúng không ạ? Cũng chiếm bao nhiêu phần trăm đó đúng không ạ? Chúng ta sẽ quy định ở đây chiếm bao nhiêu phần trăm. Thí dụ như là 50%. Thứ hai là khoản tiết kiệm đúng không ạ? Cái tài khoản số 2 tiết kiệm ví dụ như là 10%. Cái số phần trăm này là sẽ do các bạn quyết định, do các bạn quyết định nhá. Các bạn càng để những cái khoản tiết kiệm, khoản đầu tư cao thì các bạn sẽ có nhiều tiền về sau này, nhưng trước mắt thì chi tiêu các bạn sẽ hạn chế, các bạn sẽ cảm thấy hơi khó khăn, cần phải xoay sở một chút, hơi vất vả một chút. Khoản cho giáo dục học tập, ví dụ như là tham gia các khóa học của thầy Phan Anh hay là đi học thạc sĩ, học tiến sĩ, nâng cao trình độ IELTS hay là học thêm của các thầy cô giáo khác, các cái đơn vị khác người ta tổ chức. Đấy. Tôi thì cũng có những cái chương trình về digital marketing, về bán hàng online, về quảng cáo trực tuyến, vân vân. Nhưng mà không phải là tất cả chương trình tôi đều có đúng không ạ? Thí dụ như là quỹ này ta có 5% đấy, hoặc là quỹ thụ hưởng, tài khoản thứ tư đấy là thụ hưởng. Thì thụ hưởng ở đây ví dụ như là chúng ta đi ăn tối ở nhà hàng, chúng ta đi du lịch, chúng ta mua quần áo đẹp đấy, chúng ta đi spa chăm sóc bản thân,
Tất cả cái gì mà cho bản thân chúng ta thì đấy gọi là quỹ thụ hưởng. Chúng ta có thể trích lập từ 5 đến 10%. Đấy, vì chúng ta bởi vì tất cả chúng ta chỉ có 100% thôi. Đúng không ạ? Khoản đầu tư. Ví dụ như tôi nói đấy, đấy là khoản đầu tư mua vàng, mua bất động sản, mua xe để chạy taxi, kinh doanh nhà hàng, kinh doanh spa, mở hùn vốn cùng với bạn. Tất nhiên đầu tư thì chúng ta cũng có những rủi ro, có thể mất tiền, cũng có thể sinh lời. Thì tùy vào quan điểm đầu tư đúng không ạ? Chúng ta lại có từ 5 cho đến 20%. Vâng. Có thể những bạn mà cần đầu tư nhiều và còn phụ thuộc vào cái tình trạng hôn nhân của bạn ấy nữa. Ví dụ như bạn độc thân thì gần như là các cái chi tiêu cho bản thân cũng rất là ít, thì bạn có nhiều tiền để đầu tư hơn, bạn có nhiều tiền để tiết kiệm hơn. Còn những người mà có gia đình có 2 con, 3 con thì chúng ta sẽ phải cho con học, thì khoản tiêu dùng hàng ngày nó sẽ nhiều, thì khoản tiết kiệm, thậm chí khoản đầu tư sẽ ít đi, đúng không ạ? Rồi lập các quỹ dự phòng ốm đau bệnh tật, đúng không ạ? Cái này thì ta để ít thôi, ta có thể để từ 5 đến 10% đó. Và thậm chí chúng ta có thêm có những cái tài khoản số 7, số 8 khác nếu như mà chúng ta muốn xây dựng. Thì ở đây thì có 6 tài khoản thôi. Đấy, là tài khoản 1 là tiêu dùng, tài khoản 2 là tiết kiệm, tài khoản 3 là giáo dục học tập, tài khoản 4 là thụ hưởng, tài khoản 5 là đầu tư và tài khoản 6 là dự phòng, tài khoản 7, tài khoản 8 khác thì nếu có, được chưa ạ? Và chúng ta nhìn thấy ở đây thì nó sẽ có 100% mà chúng ta phân bổ. Và khi chúng ta đã phân bổ như thế này xong thì chúng ta phải áp dụng của nó một cách nghiêm ngặt. Nghiêm ngặt. Vâng. Tức là đúng như thế. Ví dụ như là chúng ta tiêu dùng hết rồi thì chúng ta không được mua nữa, chứ không phải chúng ta lại cấn vào cái phần tiết kiệm, đúng không ạ? Đấy, hoặc là bây giờ tiêu dùng nó có thế thôi thì không được ăn đồ ăn ngon nữa. Nhiều gia đình là bây giờ là thích ăn đồ ăn ngon, là thích mua bò Wagyu, bò Kobe cơ, 5 triệu, 7 triệu một cân, đúng không ạ? Tôi nói ví dụ thế. Thế thì chúng ta không có tiền thì chúng ta ăn bò thường 300 nghìn. Không có tiền nữa thì chúng ta phải ăn thịt lợn 100 nghìn. Không có tiền nữa thì chúng ta ăn lạc, ăn những cái động phụ chế phẩm khác vẫn đảm bảo dinh dưỡng nhưng mà nó ít tiền hơn. Chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta không có tiền ăn rau sạch thì chúng ta phải đi chợ, mua rau thường và đi chợ sớm. Đấy là những cái khoản mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải chi tiêu. Rất nhiều người phụ nữ trong gia đình và rất nhiều người đàn ông trong gia đình hiện nay không hiểu về tài chính cá nhân, không áp dụng tài chính cá nhân nghiêm ngặt như là tài chính doanh nghiệp. Các bạn thấy đấy, ví dụ như các bạn làm công ty đi đổ xăng thôi, các bạn phải có phiếu, các bạn phải được kiểm duyệt, phải có định mức, chứ không phải các bạn cứ thích đổ xăng bao nhiêu là đổ. Hay là bạn đi công tác phí, bạn thích ở khách sạn nào là bạn ở, bạn thích giả 1 triệu, 2 triệu là bạn ở, không có chuyện đấy. Nó có quy định, nó có định mức và nó có theo cấp bậc. Thì hãy làm điều đó giống như là trong doanh nghiệp của mình. Các bạn hiểu không ạ? Hãy coi cả cá nhân mình là một doanh nghiệp, hãy coi gia đình mình là một doanh nghiệp, và chúng ta thực hiện các cái nghiệp vụ kế toán, tài chính, kiểm soát chi tiêu, thu chi như là doanh nghiệp. Đấy là cái ý nghĩa của tài chính cá nhân, đúng không? Và thậm chí là chúng ta có thể tạo ra những cái nguyên tắc khác của bản thân. Thì đây nó có 2 phương pháp thôi. Thực ra trên thị trường có rất nhiều, nhưng mà tôi cũng không muốn chia sẻ quá nhiều phương pháp. Và các bạn có thể tạo ra một cái nguyên tắc riêng của mình. Ok, đấy là 2 cái phương pháp quản lý tài chính cá nhân của thầy Phan Anh đưa ra. Đó là nguyên tắc 4-3-2-1 và nguyên tắc 6 tài khoản. Ok, done. Tiếp, mục thứ 4. Đấy là các cái nguyên tắc để quản lý tài chính cá nhân. Chúng ta cần phải học thuộc các nguyên tắc này và áp dụng các nguyên tắc này một cách nghiêm túc, có kỷ luật. Thậm chí là khắt khe, thậm chí là phải đánh nhau, cãi nhau, gây áp lực đối với đối phương, có thể là vợ, là chồng, hoặc là bạn trai, bạn gái, những người thân trong gia đình của mình. Bởi vì nếu chúng ta không áp dụng nguyên tắc này một cách kỷ luật, nghiêm khắc, thì chúng ta sẽ không đạt được các cái mục tiêu. Đấy. Thậm chí là bạn có thể làm ra rất nhiều tiền, nhưng sau đó bạn cũng thấy rằng là mình không có tiền ở đâu cả, đúng không ạ? Nên là tại sao ở nước ngoài nó có những cái quỹ nó quản lý dòng tiền, nó quản lý tài sản cho các cá nhân là vì thế. Nó rất là chuyên nghiệp. Tiền nó lại đẻ ra tiền. Mike Tyson là một ví dụ, đúng không ạ? Mike Tyson là một tay đấm thượng hạng, đúng không ạ? Một trận đấu boxing của ông đấm một trận có thể là cát xê lên tới triệu đô la. Thế nhưng mà ở những cái năm tháng ngoài 50 tuổi, ông phá sản và không còn một tài sản nào. Ông vẫn còn danh tiếng và còn một cái thương hiệu của mình, ông vẫn kiếm được tiền, nhưng mà hàng chục triệu đô ông đã biến mất, không còn, bởi vì ông chi tiêu
quá lãng phí, đúng không ạ? Quá lãng phí, không hiệu quả. Thế thì kể cả kiếm được 1 triệu đô sau một trận đấu thôi nhưng mà cũng không ăn thua. Thế thì đấy là một cái ví dụ để cho chúng ta thấy rằng là các cụ nói là miệng ăn núi lở, là nếu chúng ta không biết căn cơ, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, đúng không ạ? Vâng, cái nguyên tắc tài chính này thì các bạn có thể lên mạng tìm thêm, tôi đưa cho các bạn một số những nguyên tắc mà tôi có cho rằng là nó phù hợp với các bạn và đúng với những cái hiểu biết của tôi. Thứ nhất đấy là thu nhập như thế nào để chi tiêu ấy. Cái nguyên tắc này nó dựa trên cái nguyên tắc là doanh thu nào chi phí ấy trong doanh nghiệp. À, tức là mình thu nhập cao thì mình có quyền tiêu dùng cao một chút, mình thu nhập thấp thì mình phải tiêu dùng thấp. Cái điều đấy là điều hiển nhiên phải chấp nhận. Mình không được phép là tiêu dùng thấp mà mình lại thu nhập thấp mình lại tiêu dùng cao. À, mình đi vay để mình tiêu, mình tạm ứng tương lai để mình tiêu là rất nguy hiểm. Đấy nhá. Và chúng ta phải đặt mục tiêu ra là chúng ta có kế hoạch và làm cái kế hoạch chi tiêu hàng năm, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần cho bản thân chúng ta. Ví dụ như là tuần sau tôi cần tiêu bao nhiêu tiền, tôi định mua những cái gì, phải trả những cái gì, tôi phải biết. Đó, hay là tháng sau, sang cái tháng 9 tôi dự kiến là chi tiêu hết bao nhiêu tiền, và tôi phải xem là có thu nhập từ những nguồn nào, tôi có đủ cân đối không, và tôi có thể chi trả và tiết kiệm ra được bao nhiêu tiền nha. Chúng ta luôn biết được thu nhập hàng tháng của ta, và chúng ta luôn biết được cái chi phí hàng tháng của ta chia thành các khoản mục bằng cách là như thế nào. Chúng ta liệt kê ra Excel hoặc là chúng ta viết ra giấy. Thí dụ như là như tôi là tôi có thể bấm quẻ luôn cho các bạn xem này. À, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền xe ô tô, tiền bảo dưỡng, tiền gửi xe ô tô, tiền xăng xe, điện thoại, đúng không ạ? Tiền con cái học hành, tiền ăn, tiền uống, tiền internet. Đấy, rồi thì tiền học tập, tiền học phí, rất nhiều các khoản tiền. Thế thì những cái khoản đấy là ai cũng nhìn thấy. Thế chúng ta sẽ cộng vào thì chúng ta sẽ biết rằng là một tháng chúng ta phải chi bao nhiêu tiền và chúng ta phải kiếm bao nhiêu tiền để đạt được. Rồi chúng ta còn phải có tiền trả nợ, tiền tiết kiệm, tiền đầu tư. Đấy, để mà chúng ta muốn mua nhà, muốn mua xe, muốn cuối năm đi du lịch, muốn mua bảo hiểm, vân vân. Ok. Ví dụ như là chúng ta thiết lập là năm 2003, 2023 thì chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu tiền, đúng không? Mua được những cái tài sản gì lớn, ví dụ như là mua nhà hay mua xe, lên kế hoạch đi. Đấy, rồi thì mua đất, mua cái này mua kia, rồi mua cổ phần, cổ phiếu, vân vân, đúng không? Đấy, thu nhập của chúng ta tăng như thế nào, chúng ta sẽ làm thêm những việc gì, là có bao nhiêu nguồn thu nhập, y chang nhà tài chính doanh nghiệp ấy, lập kế hoạch chi tiết ra nhá. Tiếp theo đấy là chúng ta phải luôn kiểm soát được các cái khoản chi phí cố định và chi dự phòng, đặc biệt là chi cố định là chúng ta phải biết và tìm cách để giảm các khoản chi cố định này xuống giống như doanh nghiệp. Thí dụ như bây giờ tiền ăn hàng tháng chẳng hạn như là hết 5 triệu, thì chúng ta phải đặt câu hỏi ra chúng ta hãy chi tiêu trong 4 triệu thôi có được không. Thế thì nếu như từ 5 triệu xuống 4 triệu thì chúng ta phải làm gì? Để đảm bảo được cái việc đấy chúng ta phải đi chợ sớm, đúng không ạ? Chúng ta phải mua một lượng thức ăn lớn hơn để chúng ta để trong tủ lạnh thì chúng ta tiết kiệm, hoặc là chúng ta phải chịu khó lấy đồ ăn ở quê lên. Ví dụ như thế, đấy là những cái giải pháp để chúng ta giảm chi tiêu. Đấy, nhá. Lên kế hoạch chi tiêu hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày rất chi tiết cho tôi. Làm một cái bảng Excel hoặc là dùng phần mềm quản lý tài chính, thì sau đó thì hàng tháng thì chúng ta chỉ việc vào chúng ta sửa số liệu thôi, nó cũng sẽ không thay đổi nhiều đâu, đúng không? Quản lý bằng Excel, bằng phần mềm kế toán là phần mềm quản lý tài chính cá nhân, ví dụ như là phần mềm Misa này hay phần mềm Money Lover này, một số những cái phần mềm như vậy mà chúng ta có thể làm được. Rồi, nguyên tắc tiếp theo đấy là nguyên tắc là chúng ta phải tiết kiệm tối đa, tiết kiệm tối đa nhá. Đấy. Tiết kiệm ở đây là gì? Ví dụ như chúng ta có thể là hạn chế mua, thấy một cái thứ rất là thích đi rồi nhưng mà phải suy nghĩ, suy nghĩ. Đây, ví dụ như là tôi đang dùng iPhone 13, sắp sửa ra iPhone 14 thì tôi đang định mua đây. Thế thì tôi phải suy nghĩ lại, iPhone 14 chưa cần thiết bởi vì iPhone 13 mình vẫn dùng vẫn rất là tốt, đúng không? Vẫn rất là xịn, rất là mới. Thế thì mình sẽ tiết kiệm được một khoản. Đấy, hay là tôi muốn mua cái máy tính MacBook mới, tôi vừa mới mua cái máy tính MacBook này năm 2000 thôi nhưng bây giờ lại thấy có mẫu mới đẹp quá. Rồi cũng phải dặn lòng lại, dằn lòng lại, thôi 1-2 năm nữa hãy mua để nó khấu hao thêm đi đã. Đấy, ví dụ như thế, đấy gọi là đưa ra những cái lý do để trì hoãn việc mua sắm, không mua, đúng không ạ? Đi xin,
À, ví dụ như là mình đầu tư cửa hàng mình có thể đi xin cái này cái kia, à, hay là mình có con nhỏ mình có thể xin đồ của người khác, không có gì phải ngại cả, xin đồ chơi xin quần áo cũ không có vấn đề gì cả, à, đấy là tiết kiệm đúng không? À, chúng ta có thể đi mượn, à, để sử dụng, tất nhiên là những cái mà có thể mượn được, chứ còn ví dụ như chúng ta mượn xe hơi rồi thì mượn máy tính thì nghe chừng nó vô lý quá, nhưng đây là tôi đang đưa về mặt giải pháp, à, chứ các bạn lại đặt ra cái tình huống là ôi rồi nghe thầy thì có mà đi mượn máy tính mượn xe hơi ai mà cho mượn giảng dạy cái kiểu gì thế. À, ở đây đang nói là cái góc độ là những cái gì mình không cần thiết quá đúng không, chẳng hạn bây giờ có cần mua một cái búa không khi mà cả năm chả dùng gì đến cái búa, thế thì khi nào cần đến cái búa thì sang hàng xóm mượn, khi nào cần đến cái cưa thì sang mượn, à, ý tôi là như vậy đúng không? Thế còn cái gì là công cụ lao động chính như là máy tính, như là điện thoại, như là xe máy thì chúng ta phải đi mua thôi. À, chúng ta xin đồ cũ đúng không, mua đồ cũ, ví dụ như bạn mở một cái nhà hàng thì bạn nên mua đồ cũ. À, tôi vẫn luôn luôn khuyên các doanh nghiệp và những bạn khởi nghiệp đấy là, à, spa hay nhà hàng hay thời trang là đi mua những đồ cũ, những cửa hàng khác họ thất bại, à, họ thanh lý, hoặc là bạn mở văn phòng đi mua đồ cũ, à, nó tiết kiệm chi phí rất nhiều, cái nguyên tắc này rất là tốt. Hoặc là chúng ta sử dụng lại, à, ví dụ quần áo đúng không ạ, chúng ta muốn có quần áo mới thế thì chúng ta có thể là gì, à, chấp nhận mặc quần áo cũ tẩy trắng lại cho nó mới lên, à, rồi thì, à, chúng ta sử dụng, à, quần áo để cho nó đẹp, à, giữ nó, à, giặt cho nó giữ gìn lên, à, thí dụ như chúng ta là lượt cẩn thận thì chúng ta sẽ bền hơn thì chúng ta không phải mua sắm, à, hoặc là có những cái quan điểm là chúng ta sẽ mua đồ đắt, chúng ta mua đồ đắt để nó đẹp nó bền thì như vậy thì, à, chúng ta sẽ luôn luôn được sử dụng, à, cái đồ đẹp đồ bền mà lại cảm giác như là chúng ta luôn luôn có cái đồ đắt tiền. À, thí dụ như là tôi có những cái áo Lacoste mua cũng đắt, à, 2 triệu mấy 3 triệu một cái áo đúng không ạ, các bạn biết cái giá của nó rồi, giảm giá là phải 1,6 triệu 1,8 triệu mới mua được, thì nhưng mà dùng cũng 6 7 năm rồi, à, thì, à, nếu như mà mọi người không biết dùng, chúng ta dùng không cẩn thận, người ta gọi là của bền nơi người đúng không, thế thì chúng ta có thể 1 năm 2 năm thôi thì chúng ta rất là lãng phí, thế nhưng mà vì là chúng ta dùng được lâu, à, cũng có thể là do mình cẩn thận, cũng có thể do mình có nhiều đồ, à, rồi mình giảm cái nhu cầu chi tiêu xuống, à, để tiết kiệm tối đa thì lúc đấy nó mới sinh ra những cái tiền để mà gửi tiết kiệm, để mà đưa vào đầu tư, để mà đưa vào mua sắm, ví dụ như mua nhà, ví dụ như mua đất, ví dụ như, à, đầu tư mua cổ phiếu thì nó mới sinh lời cho mình trong tương lai, tiền nó lại đẻ ra tiền đúng không? Rồi không chi tiêu nếu mà cảm thấy không cần thiết, luôn luôn đặt câu hỏi 4 lưỡi 7 lần trước khi mua. Đấy, nhiều lúc là tôi cũng muốn mua cái này cái kia lắm nhưng tôi ngắm đi ngắm lại sau lại thôi không mua nữa, à thì mình cũng không chết mà đúng không, bây giờ mua thêm cái áo thì cũng chả quan trọng bởi vì mình cũng quá nhiều quần áo rồi, à, hay mua thêm đôi giày mình cũng quá nhiều đôi giày rồi, đấy là tôi đang nói thí dụ như vậy, à, và phải thực hiện cái kỷ luật tài chính cực kỳ nghiêm ngặt, à, ví dụ cái tỷ lệ phần trăm như này mình đã chia là phải áp dụng đúng đúng không, hết tiền trong quỹ tiêu dùng là không tiêu dùng nữa, à, phải giảm nữa, ví dụ mấy hôm vừa rồi đã phải ăn toàn nho Mỹ thì hôm sau thì xin mời ăn, à, ổi đi cho nó rẻ, phải chấp nhận điều đó nhá, không thể nào mà cứ hứng lên là mua đồ ngon đồ đắt được, à, như thế là không có kỷ luật về chi tiêu nhá, thậm chí là phải khắc nghiệt, à, thương vợ thương chồng thương con mua nhiều thứ thì không được nhá, phải biết từ chối, phải biết lắc đầu, phải biết giải thích cho vợ chồng con cái người thân hiểu về tài chính. Đấy. Còn chúng ta mà dư giả, chúng ta mà kiếm hàng tỷ mỗi tháng, thậm chí hàng chục tỷ mỗi tháng thì chúng ta không có gì phải bàn cả. Đấy. Chúng ta có thể rộng rãi với bố mẹ, rộng rãi với người thân, rộng rãi với anh chị em được mà. Đấy. Nhưng vẫn phải có kỷ luật tài chính, đúng không? Đấy. Chúng ta đầu tư, sinh lời một cách hợp lý. Đấy. Và đầu tư thì chúng ta phải học, đúng không? Phải học và có kiến thức về đầu tư. Đấy. Ví dụ đầu tư vàng, đầu tư bất động sản, đầu tư coin, rồi đầu tư forex, rồi thì các loại đầu tư khác, kinh doanh thì đều cần phải học, biết sử dụng thẻ tín dụng hợp lý. Nhiều người là sử dụng cái thẻ này là, sẽ bị lãi nó rất cao đấy, không phải đơn giản đâu, cứ quẹt quẹt thế là rất nguy hiểm bởi vì, dễ bị đánh lừa bởi cái việc là ngân hàng họ cho chúng ta vay tiền. Đấy, và chúng ta dễ dàng là bị mất cái khoản phí rút tiền mặt rồi, lãi suất quá hạn rồi vân vân, và cái phí lãi suất nó có thể lên tới 36% một năm. Đấy, rất là nguy hiểm đúng không, không vay tiền
hạn chế vay tiền. Đấy, thì nếu mà phải vay tiền thì hãy đảm bảo kiểm soát được các nguồn tiền có thể trả nợ. Nhiều người cứ nghĩ là vay tiền vay sen xoét sau đấy là mất hết tình thân bạn bè, đâm chém nhau rất nguy hiểm nhá. Thì tôi cố gắng là không vay tiền, và nếu phải vay thì hãy đảm bảo điều đó. Đấy. À, tránh xa hoặc là cẩn thận với các khoản vay có lãi suất cao. À, trên thị trường có rất nhiều những cái hình thức cho vay, nhưng mà chúng ta phải chú ý đến cái khoản vay có lãi suất cao, tránh xa ra, hoặc là hạn chế tối thiểu những cái khoản vay này, các bạn hiểu chưa? Hạn chế tối thiểu. Đấy thì chúng ta phải có kế hoạch chi tiêu, kế hoạch đầu tư, kế hoạch chuẩn bị cho tiền bạc cho cá nhân một cách có dài hạn. Thí dụ như là năm bao nhiêu tuổi ta phải tiết kiệm được bao nhiêu tiền, năm bao nhiêu tuổi chúng ta phải mua được nhà, năm bao nhiêu tuổi chúng ta phải mua được xe, năm bao nhiêu tuổi chúng ta phải có thu nhập là 50 triệu, chúng ta phải đặt lộ trình cho bản thân chúng ta như vậy và tìm giải pháp để đạt được, đúng không ạ? Rồi kiếm thêm tiền, có thêm nguồn thu nhập khác. À, giống như thầy Phan Anh là ban ngày thì đi làm giảng dạy ở trường đại học, đúng không ạ? À, buổi tối đi giảng dạy cho doanh nghiệp, cuối tuần đi tư vấn cho doanh nghiệp, giảng dạy in-house, mở các lớp đào tạo, rồi làm video, bán bộ video, bán sách, rồi thì đi làm thêm, đi làm tư vấn, viết dự án cho khách hàng, vân vân. Đó, thì đấy là để làm gia tăng thêm nguồn thu nhập cho chúng ta. Và nên mua bảo hiểm, đúng không ạ? Bao gồm cả bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế. À, thì thầy Phan Anh không bán bảo hiểm đâu, nhưng mà thầy vẫn khuyên là nên mua càng sớm càng tốt đó nhá. Tất nhiên là khi mua bảo hiểm thì chúng ta phải đọc hợp đồng đấy, chứ đừng đừng cứ cắm mặt vào là mua. À, nó cũng có nhiều cái điều khoản bất lợi cho chúng ta đấy, nhưng mà nên mua và mua sớm. À, ví dụ như thầy Phan Anh đã mua bảo hiểm nhân thọ rồi, và bảo hiểm y tế cũng đã mua khoảng 7-8 năm liên tục rồi. À, cho nên là bây giờ đi bệnh viện khám chữa bệnh là rất là yên tâm. Đấy, tự do thoải mái, không phải suy nghĩ, và có thể được sử dụng những cái dịch vụ y tế chất lượng cao vào các bệnh viện 5 sao. Ở Hà Nội thì thầy Phan Anh thường xuyên đi khám ở Vinmec hay là ở Hồng Ngọc, hoặc là những bệnh viện lớn, hoặc là vào các bệnh viện công lớn thì cũng sẽ vào những khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu. Đó, thế thì nó sẽ giúp tiết kiệm thời gian, giúp giảm áp lực về tài chính. Thì cái này cũng là cái mà các bạn cũng nên cân nhắc, được chưa ạ? Bởi vì mua bảo hiểm cũng chính là một cách tiết kiệm tiền. Vâng. À, cái nội dung số 5 đấy là làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra được nhiều nguồn thu nhập và có nhiều tiền, đúng không? À, thế thì chúng ta thấy rằng là các cái người giàu trên thế giới và Việt Nam thì họ đã chứng minh là những người giàu thì đều có ít nhất là ba nguồn thu nhập, ít nhất ba nguồn thu nhập. À, tôi lấy thí dụ như này. Thầy Phan Anh thì không phải là người giàu, nhưng thầy Phan Anh cũng có ba nguồn thu nhập. À, nguồn thu nhập thứ nhất là từ lương ở cơ quan, đấy gọi là nguồn thu nhập thứ nhất. Nguồn thu nhập thứ hai là đi dạy cho doanh nghiệp. À, nguồn thu nhập thứ ba là đi tư vấn. Đó, nguồn thu nhập thứ tư là viết sách. Nguồn thu nhập thứ năm là bán video, ví dụ thế. À, thế nhưng có thể có những cái nguồn thu nhập nó đều, có những nguồn thu nhập nó cao, nó lớn, có nguồn thu nhập nó bé, nó nhỏ, nó không đều. À, thế còn có những người khác thì có nguồn thu nhập là cho thuê nhà, có nguồn thu nhập từ đầu tư bất động sản, có nguồn thu nhập từ mua cổ phiếu, có nguồn thu nhập từ giá vàng lên giá, đấy, rồi có công ty kinh doanh rất là tốt. Đấy, thế thì họ có thể có đến 10 nguồn thu nhập, hoặc là một nguồn thu nhập chính của họ là kinh doanh thì đem về cho họ hàng trăm triệu đến hàng tỷ mỗi tháng, bán hàng online, kinh doanh online, mở công ty, đúng không ạ, sản xuất kinh doanh vân vân. Đó thì chúng ta nhớ rằng là chúng ta phải có nhiều nguồn thu nhập thì chúng ta mới trở nên giàu có được, và có những nguồn thu nhập có giá trị cao. Nếu chúng ta không có nguồn thu nhập có giá trị cao thì chúng ta phải có nhiều nguồn thu nhập giá trị thấp, phải chịu khó làm thêm giờ, làm thêm việc. Đấy. Ví dụ như một tháng thì không viết được một cuốn sách, nhưng một năm chịu khó viết ba cuốn sách như thầy Phan Anh thì tiền bản quyền cũng được 100 triệu, nó không đáng kể, nhưng mà ai cho 100 triệu bây giờ. Thế thì cứ chịu khó viết 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 để đấy, viết 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 để đấy, đúng không ạ? Hay là làm những cái video như thế này. À, cũng sẽ giúp được mọi người tạo được những cái thiện nghiệp cho sự nghiệp của mình, tạo được cái phước cho mình sau này. Đấy là quan niệm của Phật giáo thôi. Thế nhưng không phải là vì muốn tạo cái phước hay cái gì gì đấy cả, mà đây là quan điểm về việc là chúng ta chia sẻ, chúng ta cho đi. Thế sau đó thì ví dụ có những người thấy rằng là thầy Phan Anh nói rất là hay, rất là chuẩn, thế thì xin thầy tư vấn, đúng không? Mua sản phẩm, mua dịch vụ của thầy.
Thế thì như vậy là thầy có thu nhập cũng rất là tốt, đúng không? Thầy cũng chẳng có gì phải giấu cả. Ai cũng phải làm, ai cũng phải kiếm tiền một cách chân chính. Và thầy cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, đúng không ạ? Bây giờ đêm rồi vẫn ngồi quay phim đây, màn máy chiếu rồi đèn nóng soi vào, nóng toát hết mồ hôi đấy ạ. Vâng. Đấy, thế thì có nhiều nguồn thu nhập thụ động càng tốt nhá. Thụ động tức là không phải làm nó vẫn ra tiền, ví dụ như cho thuê nhà, đấy là thu nhập thụ động, đúng không ạ? Lãi suất ngân hàng, tiền gửi, tiền lãi từ vàng, lãi từ bất động sản, đấy là tiền thu nhập thụ động đấy, nhá. Càng có nhiều nguồn thu nhập càng tốt, và càng có nhiều nguồn thu nhập thụ động càng tốt đấy. Đi ngủ tiền cũng đẻ ra tiền, đấy, tuyệt vời, đúng không ạ? Đây là cái nguyên lý này không bao giờ sai. Vâng. Phải chịu khó kinh doanh, chịu khó làm thêm đấy, nhá. Học tập càng nhiều, tri thức càng cao, trình độ càng cao, trải nghiệm càng cao thì sẽ có thu nhập tốt đấy. Cơ cấu lại các cái khoản đầu tư không hiệu quả, cắt lỗ nó đi đấy, bởi vì hay là cơ cấu lại những khoản tài sản không hợp lý đấy, bằng cách là chạy những cái bài toán tài chính để tôi xem cho đấy. Bây giờ anh chị có bao nhiêu miếng đất, có bao nhiêu căn nhà, có bao nhiêu cái cho thuê, có bao nhiêu chứng khoán, như nào, xem hết cái lãi suất của dòng tiền rồi vân vân, rồi các khoản vay, các khoản ấy, sau đó mình cơ cấu lại, cắt cái này bán cái kia rồi sang tên rồi vân vân, thì người ta gọi là cơ cấu về tài chính. Thì tôi cũng am hiểu một chút, không quá nhiều, nhưng mà vì là đi tư vấn cho các doanh nghiệp về chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing, chiến lược bán hàng, nên là tôi cũng am hiểu về tài chính, không sâu được như cái chuyên gia về tài chính thôi, nhưng còn này những nguyên lý đấy thì tôi hoàn toàn hiểu và đọc được, hiểu được các cái bản báo cáo tài chính, đúng không ạ, cân đối tài chính vân vân. Thậm chí tôi còn chạy dòng tiền cho doanh nghiệp, tôi còn viết kế hoạch về tài chính cho doanh nghiệp được, đúng không ạ? Vâng. Rồi, cuối cùng đấy là phần quản lý chi tiêu trong gia đình như nào cho hiệu quả. Thì chúng ta cần phải tính toán cái thu nhập của cả vợ cả chồng. Đấy, thu nhập của các gia đình. Sau đó là chúng ta cần phải xem xét các cái nguồn thu nhập khác. Đấy, sau đó là chúng ta phải xem xét các khoản chi tiêu, phân bổ các khoản chi tiêu rõ ràng theo đúng cái tỷ lệ và kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu của gia đình. Đấy, và chúng ta phải có được cái sự đồng thuận, bởi vì là tiền bạc cũng là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta tan vỡ hạnh phúc, chúng ta anh chị em đánh chửi nhau, không nhìn mặt nhau, bố mẹ thì từ mặt con cái vân vân. Tiền thì nó rất là bạc, thế nhưng mà tiền thì cũng là một trong những cái động lực chính của chúng ta để chúng ta có được cái cuộc sống tốt đẹp hơn, chất lượng hơn. Vì vậy thật là tuyệt vời nếu như chúng ta vừa có đạo đức kinh doanh, vừa có hiếu thảo mà lại vừa có thu nhập tốt. Đấy, thế thì đó là cái đích đến của chúng ta, và chúng ta sẽ được tự do tài chính, tự do trong tâm hồn và có một cái cuộc sống rất là chất lượng. Vâng. Ok, thì đến đây tôi cũng xin kết thúc cái phần trình bày của tôi, chia sẻ với các anh chị và các bạn cái phần quản lý tài chính cá nhân chuyên nghiệp. Và nếu như các anh chị và các bạn cần liên hệ với tôi, giảng viên Nguyễn Phan Anh, thì xin được liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ là email là phananhonline@gmail.com, phananhonline@gmail.com, đúng không ạ? Số điện thoại là 0989 62388, số này dùng 17 năm rồi chưa đổi. Facebook ở địa chỉ là facebook.com/phananhonline, website là pamarketing.vn. Ok. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Và thấy video này hay thì hãy chia sẻ cho mọi người. Hãy sub kênh và hãy comment để động viên, an ủi, chia sẻ cùng với thầy. Và tôi sẽ cố gắng mỗi một ngày sẽ ra một vài video như thế này. Xin chào.